À, bạch đại đức, con có một thắc mắc như sau. Giới là nền tảng để tu định, và khi có định rồi tu thiền tuệ thì sẽ đi đúng hướng. Nhưng có một vị tỳ kheo con không tiện nêu tên, vị ấy nói với con rằng chỉ cần chánh niệm là từ cõi giới, còn trước đó đang phạm giới thì không cần để tâm. Còn thấy hoang mang, nếu không cần giới cũng có chánh niệm để tu thiền thì Đức Thế Tôn giảng giải tạng luật cho các vị xuất gia để giữ, nếu không tôn trọng giới luật khác nào bài xích tạng luật của Đức Thế Tôn. Kính mong đại đức giảng giải giúp con để có thêm sự hiểu biết. Thì sư e là cái vấn đề này á, là do quý vị đặt nhầm cái không gian và thời gian. Cái thời điểm mà vị sư mà nói cái này đó, nó nằm ở trong một cái hoàn cảnh mà nó phù hợp với lời nói đó. Chứ còn mình tách ra nói thì nó rất là kẹt, bởi vì có thể mình sẽ hiểu sai nha. Giống như là một cái video mà mình cắt ghép gì đó thì nó rất là kẹt, cho nên tốt nhất là quý vị cần phải có dẫn chứng cụ thể để chúng ta biết được cái gọi là cái điều kiện hoàn cảnh mà có được cái câu nói này. Còn về cái tầm quan trọng của giới như thế nào á, đặc biệt là với cái chuyện mà chánh niệm á, thì xin mời đại đức Tuệ Tường. Dạ thưa quý vị, riêng bản thân, thưa quý vị, thưa Đại Đức, thì riêng khi mà đọc qua câu hỏi này nè, thì riêng bản thân sư đây cũng đồng ý quan điểm của Đức Hành Tại là cái câu hỏi này nó đúng là nó có đôi khi có những hoàn cảnh, đúng đúng chính xác có những hoàn cảnh mà giống như trong hoàn cảnh đó đó, là nói là ông tu đi, ông tu đi, là có chánh niệm, có niệm tốt đi thì sẽ giữ được giới. Thì nếu mà trong hoàn cảnh đó thì phải hiểu như thế nào? Thưa quý vị, trước khi mà sư trả lời câu hỏi này nè, sư có một lời khuyên cho quý vị nữa, là để hiểu rõ về chữ giới, tức là sila, thì quý vị nên nếu quý vị không có thời gian, quý vị nên theo dõi các buổi giảng về thanh tịnh đạo của Đại Đức Hạnh Tuệ. Còn không, quý vị đọc các tài liệu về thanh tịnh đạo, giống như là tài giảng giải thanh tịnh đạo của ngài Xỉ Lá Na Ná, hay là thanh tịnh đạo bản dịch của Ly Sư Chí Hải từ ngài Nha Nam Mô Lý đó, thì quý vị phải có khái niệm về giới từ Xỉ Lá thế nào, giới thế nào là bỏ, giới là gì, giới lợi ích là gì, giới là đặc tính là gì, chức năng là gì, biểu hiện là gì, nguyên nhân gần là gì, và giới có bao nhiêu loại. Thì ở đây nếu mà trong hoàn cảnh mà nói là, nếu chỉ nói ví dụ thôi nha, nếu trong hoàn cảnh mà nói là chánh niệm á, có giữ giới được không? Dạ vẫn có chứ không phải không có. Tại vì bởi vì sao? Bởi vì trong tứ thanh tịnh giới, tức là bao gồm biệt biệt giải thoát giới, tức là thọ trì 31 khá. Giới đó đó được thọ trì bằng đức tin. Thứ hai là lục căn thu thúc giới được thọ trì bằng chánh niệm. Thứ ba là chánh mạng giới được thọ trì bằng pháp tinh tấn. Và thứ tư là quán tưởng giới được thọ trì bằng trí tuệ. Thì ở đây á, bốn cái giới của tứ thanh tịnh giới này là của vị tu sĩ đó, quý vị, cái hình giới của vị tu sĩ, cụ thể là vị tỳ kheo đó, cái thọ trì vậy đó, thì tuần tự theo cái mỗi cái chức năng của mỗi của chức mỗi cái đặc thù của giới thì có cái phương pháp thọ trì riêng. Đó là cái trường hợp mà sư nói là đúng nha, trong hoàn cảnh là gọi là đúng đúng. Bây giờ sư sẽ phân tích cái trường hợp gọi là sai, là ở đây sai là sai thế nào. Ví dụ có một người nào đó, một vị nào đó tùy tiện cứ nói là chánh niệm, cứ chánh niệm là auto có giới, tự động có giới, mà cứ nói một cách tùy tiện vậy đó, thì xin thưa là cái điều này không đúng. Thưa quý vị, không đúng là sao? Không đúng là thì rõ ràng sư đã nói bốn cái điều đó rồi, từng cái đặc thù của giới mà mình thọ trì theo từng phương pháp, chứ không thể là mình nói là có chánh niệm, tự động có chánh niệm là mình có hoàn toàn có giới trong sạch hết, cái điều đó thì không đúng.
đây là một cách nói tùy tiện mà không hiểu rõ về chức năng của niệm, có nghĩa là chức năng của tâm sở niệm, và cụ thể là không rõ hiểu rõ chức năng của chánh niệm luôn. Tâm sở niệm, tâm sở niệm thì là tâm sở thiện biến hành, có nghĩa là đi hết, ngay cả mình làm việc thiện cũng có niệm. Nhưng mà khi mà nói về cái trình độ gọi là chánh niệm, chánh niệm trong tinh thần bài kinh Tứ Niệm Xứ lại là một cái trình độ cao cấp hơn, lại khác nữa quý vị, phải hiểu đó. Còn nếu mà nói là chánh niệm mà hoàn chánh niệm mà để mà hoàn toàn trong sạch đó, thì chỉ có vị A La Hán thôi, vị La Hán thôi. Bởi vậy là phải hiểu rõ một lần nữa, xin nhắc là để hiểu rõ tường tận cái chữ giới, chữ Pali là Sila như thế nào, thì hãy tham gia và xem theo dõi cái lớp mà giảng giải thanh tịnh đạo của Đức Thanh Tuệ đó, hoặc là mình có thể đọc những tài liệu ở trong thanh tịnh đạo để mình hiểu rõ hơn. Ở đây sư Xuân sẽ phân tích hai khía cạnh, là có thể là cái người này nói đúng và cũng có thể nói sai. Thì đúng hay sai thì tùy theo cái vị mà hỏi câu hỏi nè. Khi mà tiếp xúc với vị đó, hỏi xem cái quan điểm cái quan điểm của vị đó về cái chữ chánh niệm như thế nào thì mình mới kết luận được, chứ cũng không có nên vội vàng kết luận là cái vị này nói sai. Phải suy xét. Thì cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây. Xin thưa với quý vị đó. Bây giờ thì quý vị có kêu sư nói thì sư cũng nói lại y chang vậy nha. Thì đó cũng có hai chuyện đó, đúng cái sai. Chính bởi vì như vậy á, chúng ta cần phải tỉnh táo để xem coi cái hoàn cảnh để mà nói câu đó như thế nào. Và cái thứ hai đó là có nói là những cái việc mà thế giới đã phạm rồi thì đừng có suy nghĩ về nó nữa, cũng y chang như vậy. Cái trường hợp mà đúng là như thế này, là cái giới nào mình đã phạm, mình đã sám hối rồi, sau khi giới đã làm trong sạch trở lại thì chúng ta không cần phải suy tưởng về cái điều đã phạm đó nữa, bởi vì nó đã là quá khứ. Còn cái suy nghĩ sai là như thế này, tức là khi mình không có tạm úy thì giới phạm rồi thì cho qua, mình không có cần suy nghĩ gì về nó nữa, thì đó lại là cái sai. Chính bởi vì như vậy, cái điều quan trọng vẫn là do cái hoàn cảnh để mà nói câu này. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Bởi vì đơn giản là sư có nói lại thì sư cũng nói lại y chang vậy, sư tự thường nói tự hết rồi. Cũng khuyên quý vị là thôi đi học thanh tịnh đạo đi.